muộn, ngày hôm nay bên Tuyền lại tiếp tục về thêm một chiếc xe phải đó siêu cưng nữa để phục vụ cho các anh chị nha. Thì bên cạnh Tuyền đây là Kia Morning các anh chị nè, phiên bản City Line đời 2021 các anh chị ha, mới đi có 12.000 km thôi. Bên Tuyền đang bán em này với giá là 409 triệu các anh chị ha. Các anh chị nào mà mình đang mạng kim nè, hoặc là cái màu phong thủy của mình là màu vàng thì phải chốt ngay em này nha. Morning phiên bản City Line này Tuyền còn thêm một chiếc màu đỏ cho anh chị nào mình mạng hỏa nữa nha. Đời 2021 luôn các anh chị, đi 30.000, em đó thì giá là 399 triệu các anh chị ha. Ngoài ra màu trắng Tuyền cũng có luôn, bản 1.2 Luxury đời 2022, em đó thì đi khoảng lánh hoanh 30.000 các anh chị. Chị giá chỉ có 376 triệu thôi nha. Nếu mà các anh chị có quan tâm tới những chiếc xe Tuyền vừa nêu thì liên hệ Tuyền, thì sẽ gửi hình ảnh chi tiết và video chi tiết cho các anh chị nhà mình xem nha. Rồi bây giờ Tuyền mời mọi người cùng Tuyền nhìn sơ tổng thể về cái xe trước, rồi mình sẽ đi vào chi tiết xe nha. Em này thì phải nói là mới 98-99% các anh chị, không có gì để bàn hết ha. Như xe mới, nước sơn cực đẹp, rất bóng luôn các anh chị ha. Xe mới về hoàn toàn là chưa vệ sinh gì hết. Mấy hôm nay thì bên Tuyền cũng đang lưu mua, chuẩn bị cho việc khai trương một chi nhánh mới tại Bình Tân các anh chị. Nên là nhiều khi xe về cái là Tuyền quay lên liền, không có kịp vệ sinh gì hết. Nhưng mà Tuyền cũng rất là thích quay những chiếc xe mới vừa về như thế này để các anh chị nhà mình biết được tình trạng xe thật sự của chủ trước người ta sử dụng như thế nào, hoặc chưa qua giảm tốt luôn các anh chị ha. Rồi, em này là biển 93 Bình Phước nha. Bên Tuyền có hỗ trợ các anh chị nhà mình rút hồ sơ và sang tên trên toàn quốc, nên là các anh chị nhà mình yên tâm nha. Đi cần hơn phần nước sơn giúp Tuyền các anh chị. Em này Tuyền thấy không có trầy gì hết nha, chỗ nào trầy Tuyền sẽ báo trầy. Bản City Line cái form nó rất đẹp các anh chị ha, form mới nè. Đèn là đèn bi các anh chị, mica đèn còn rất trong, rất đẹp luôn. Đấy, những mối nối cản cực hết ha. Xe này mới quá, Tuyền sẽ đi nhanh tí xíu các anh chị. Năm vỏ zin theo xe, độ gây gió cực sâu, mâm là các anh chị không trầy xước nha. Em này là vỏ 2020 đó. Đấy, đét vỏ 2020 ha. Ở đây thì Tuyền thấy đăng kiểm thì còn có tháng 12 của năm 2023 các anh chị nha. Có dán phim cho mình rồi, tay nắm cửa thì mã rơm, có nút mở cửa một chạm nha. Bên hông xe không rầy xước móp méo nha. Tất cả xe bên Tuyền luôn cam kết với các anh chị, xe không đâm đụng, không ngập nước nè, không đại tu động cơ và hộp số, bao test hãng cho các anh chị luôn, nên là các anh chị nhà mình yên tâm. Đây phiên bản City Line, phần đèn phía sau còn rất đẹp nha. Cam lùi thì được đặt ở đây nè các anh chị, nhìn rất là thẩm mỹ các anh chị ha. Đây, dưới này thì có cảm biến lùi cho mình rồi, gầm bệ chắc chắn là không vấn đề gì hết, tại vì em này đời cao, đi có 12.000 thôi, như xe mới vậy đó các anh chị ơi. Rồi cốp của một chiếc Morning thì tương đối thôi chứ không có rộng như đâu các anh chị ha, đựng được một hai cái vali nhỏ nhỏ thôi à. Đây, những cái phần nhựa bên trong còn mới lắm, anh chủ có lót những cái tấm nhựa như thế này để bảo vệ phần rỉ bên dưới này ha. Dưới này các anh chị có thể là để đồ được nha. Rồi, lớp dự phòng còn mới 100% chưa sử dụng luôn các anh chị ha. Con loại tay quay đồ nghề còn đầy đủ nha. Em này đời cao, nếu còn bảo hành chính hãng thì các anh chị nhà mình vẫn bảo hành được của ba hãng bình thường ha. Đấy, máy em này là 1.2, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình tầm khoảng 4 lít rưỡi cho tới 5 lít rưỡi thôi các anh chị. Xinh lắm các anh chị ơi, các anh chị nào mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe để đi phố nè, chốt ngay em này ha. Hoặc là những anh nào mà đang chuẩn bị mua quà sinh nhật tặng vợ, hay là nhân một cái kỷ niệm ngày cưới hay gì đó, thì tặng những chiếc xe như thế này phải nói là rất cưng luôn các anh chị. Đi lên thành Sài Gòn ha, đưa đón con đi học, đi chợ, đi chơi được hết. Rồi, bên này có cân bằng điện tử các anh chị ha. Mặc dù là phân khúc hạng A thôi nhưng có cân bằng điện tử nè. Vô lăng không trầy xước, nãy không hao mòn. Mình nhìn vào những chi tiết nhỏ này mình cũng có thể nào đánh giá được là xe đi đúng chuẩn Odo hay không nha. Có đàm thoại rỉnh tay cho mình luôn, những cái phím bấm tích hợp trên vô lăng các anh chị. Xe mình đi 12.249 km chuẩn các anh chị nha. Ở đây là full lịch sử bảo dưỡng luôn. Hạng mình 14.000 thì 15.000 chứ, 14.900. Đấy là các anh chị mua xe này về đi 3.000 nữa mới bảo dưỡng nhá. Táp lô không trầy xước. Đấy, màn hình zin theo xe, màn hình đứng như thế này khá xịn các anh chị. Dưới này vàng lạnh nè, những nút bấm không mờ chữ mất số, cần số cũng còn rất đẹp luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến về phía trước, mình kiểm tra phần động cơ ha. Mặc dù là xe đời cao nhưng cuộc tiền cũng sẽ kiểm tra thật chi tiết để các anh chị nhà mình ở tỉnh xa biết được chiếc xe thật sự của em này là như thế nào. Nếu được mình lên mình xem xe trực tiếp, hoặc là chuyển khoản đặt cọc đi, bên Tuyền sẽ hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị nha. Rồi, vàng này là vàng tươi đó các anh chị, xinh lắm.
thấy được video này mà ưng là phải chốt ngay nha. Vì những chiếc xe ở bên Tuyền á, khó khó như thế này các anh chị ưng là phải chốt liền. Lái xe mới về hoàn toàn là chưa vệ sinh gì hết, cái khoang máy nó còn hơi bụi, hơi dơ, các anh chị nhà mình xem thì thông cảm giúp Tuyền ha. Còn một khi xe mà giao tận tay đến quý khách hàng thì đảm bảo xe phải được vệ sinh sạch đẹp nha. Rồi Tuyền nhắc lại thông tin chiếc xe này một lần nữa các anh chị nha. Kia Morning phiên bản City Line đời 2021 nha. Đi 12.000 km thôi, bên Tuyền đang bán em này với giá là 409 triệu các anh chị nha. Giá này Tuyền báo thì còn bớt cho các anh chị một tí xíu lọc nữa khi mà đến xem xe trực tiếp nha. Nếu các anh chị nào mà thích chiếc này thì nhanh tay liên hệ Tuyền qua số điện thoại bên dưới ha. Hoặc là mình đến mình xem xe trực tiếp tại quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Khi đi xem xe alo Tuyền đi thì sẽ chỉ đường để các anh chị nhà mình đi cho dễ dàng hơn nha. Còn các anh chị nào mình ở tỉnh xa thích chiếc này chưa thể lên Sài Gòn xem xe trực tiếp liền được thì nên xem qua video chi tiết xe của Tuyền ngày hôm nay nè. Chuyển khoản đặt cọc trước cho bên Tuyền tầm khoảng 10 triệu, 20 triệu để giữ xe. Rồi mình hẹn ngày mình lên mình xem xe các anh chị ha. Đúng với những gì bên Tuyền làm cam kết hoặc đúng với những gì bên Tuyền làm video thì các anh chị mới thanh toán tiếp phần tiền còn lại nha. Còn trường hợp khi lên tới nơi đi tiếp hãng không đúng với những gì bên Tuyền cam kết thì Tuyền hoàn cọc cho các anh chị 100% và chịu luôn những chi phí tiếp hãng đó của các anh chị. Nên là các anh chị không có mất mát gì hết, các anh chị nhà mình yên tâm ha. Còn được nữa Tuyền hỗ trợ giao xe tận nhà cho các anh chị luôn nè. Và em này đời cao còn hỗ trợ trả góp lên tới 70% luôn. Đấy. Và hiện tại 5 chỗ, nếu mà nói về 5 chỗ thì bên Tuyền còn nhiều xe lắm các anh chị. Có Ru 2017 số sàn nè, VinFast Lux A các anh chị ha, Hyundai Tucson nè, Mazda CX-5, có Elantra nữa các anh chị, rất nhiều xe luôn á, xe nhập mà giá mềm mềm như là Accent 2012 thì cũng có luôn, Kia Seltos nữa, rất nhiều xe ở thời điểm này. Nên các anh chị nhà mình mà đang cần tìm mua cho mình một chiếc xe như thế nào, cứ liên hệ Tuyền, Tuyền sẽ tư vấn để các anh chị nhà mình lựa chọn được một chiếc xe phù hợp nha. Hoặc có thể là ở lại bên kênh của Tuyền, mình lướt xuống bên dưới để mình xem được nhiều video hơn nha. Ở bên Tuyền thì cũng đang cần thu mua thêm rất nhiều các dòng xe 5 chỗ, 7 chỗ bán tại các hãng khác nhau. Các anh chị nhà mình có một chiếc xe nào đó mà mình không sử dụng tới nè thì để lại cho bên Tuyền đi. Hoặc là muốn lên đời đổi xe hay như thế nào đó thì alo Tuyền ha, Tuyền sẽ tư vấn và hỗ trợ cho các anh chị nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.